Ok, chào anh em. Hôm nay lại gửi cho anh em ít lưỡi câu nha anh em. Ở đây có tổng cộng sẽ là 31 mã lưỡi câu. Đó, để mình quay cụ thể từng mã lưỡi cho anh em xem. Thì đa phần những lưỡi này sẽ là mình lấy từ Nhật về nha. Đa phần sẽ là những lưỡi Yamakasu, không có lưỡi của hàng QH nè. Đó. Có những cái lưỡi lẻ nè, lưỡi lẻ này mình ra bịch lẻ nha. Đó, cũng từ Nhật về luôn. Rồi, để mình lên cụ thể từng mã lưỡi cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop tên á thì anh em gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, để gửi cho anh em mã lưỡi số 1 nha. Thì lưỡi số 1 gửi cho anh em sẽ là cái lưỡi lẻ này nè, đó. Lưỡi lẻ này mình về như là được trăm trăm mấy lưỡi gì á. Đây, mình sẽ vô cái bịch lẻ này. Đó, một bịch này sẽ là 25 26 lưỡi gì đó mọi người. Đó. Đây, để đo cái xe lưỡi cho anh em xem. Thì xe lưỡi này sẽ là xe lưỡi gọi dạng gọng dài thế này hả, có ngạnh nhá, lưỡi cũng rất là bén. Đây, form này giống như form của Gamma rồi đó. Vì nó vô lẻ thì mình không biết. Đây, đó, nhúng vô tay là dính nhanh nè. Đây, khá là bén. Đây, để một tập đo cho anh em xem. Đó, đó đây. Đó, gọng dài. Lưỡi này thì chuyên về câu cá bóng đục nhá, cá bóng đục, cá đổng, câu bóng cát. Đó, anh em câu cá lăng thì cũng được, câu cá lăng lăng hoàng thì anh em có thể quấn mồi bông gòn á, đây quấn vô đây câu ngon lành nhá. Đây. Rồi, giá mã số 1 một túi này thì nó ra tầm khoảng hình như là 25 26 lưỡi gì đó, một túi này 25k nhá. Mã 1 25k. Tiếp theo mã 2, mã hai vẫn là dạng cũng lưỡi lẻ thế này đó, một túi này vẫn cỡ ra tầm khoảng 25 26 lưỡi. Đó, lưỡi này thì thấy anh em hay nói là lưỡi câu cắm nè. Đó, đây mình lấy về thì mình cũng không biết luôn. Đây, lưỡi này lưỡi có ngạnh nhá, lưỡi cũng rất là bén. Đây, bén hay không thì nhắn ngón tay thế là thủng lên nè. Lưỡi khá ok nhá, để đo tập cho anh em xem. À, mùa nước về thì lấy cái lưỡi này về câu làm câu cẩm cũng ngon, câu cẩm câu dân. Đây, à, thế này ngon lành nhá, anh em đi câu cũng được. Đó, câu cá đổng ngon lành, câu cá đổng cũng miếng cá mú gạn. Rồi, một túi này ra tầm khoảng 25 26 lưỡi, một túi này 20k nha anh em. Mã số 2 20k. Tiếp theo mã số 3, mã số 3 gửi cho anh em ít lưỡi, ít lưỡi của hàng QH nhé, hàng Honor nè. Đây, hàng Owen anh em. Đây, Owen lưỡi lưỡi xe số 9, lưỡi nó vẫn là lưỡi của Nhật nhé. Đây, Mercedes-Benz, hàng Owen này lưỡi rất là xịn nhé, không thua hàng Gamma đâu. Lưỡi này thì là lưỡi quang, một túi này nó được 17 lưỡi nha anh em, một túi này được 17 lưỡi, lưỡi quang thế này, thơm nhỏ nhé, phong nhỏ. À, lưỡi này chuyên bóng đục nhá, bóng đục không thời cá đổng. À, câu cá gàn, anh em miền Tây thì có thể câu gô đồng, câu cá chê quang. À, cá thác lát. Đây, để ô tập đo cho anh em xem. Ở chung thì bán lưỡi này thì có thể bán nó chậm chậm thế này chút, nhưng mà mình cố gắng để ô tập đo cho anh em nhé. Đây, thơm lưỡi nó thế này nha anh em. À, lưỡi khá là bén nhá. À, mình quên nữa, cái ô tập của mình đó là ô tập 8 mm nha anh em lưu ý giúp mình, ô tập này là ô tập 8 mm. Đó, sẽ có cái tập, cái ô tập của nó sẽ là 10 mm. Đó, nhiều lúc anh em lấy lưỡi này về đo tập của anh em nó không đúng thì mình nói mình cũng tội cho mình, thì mình đo tập 8 mm nha, ô tập này chỉ có 8 mm thôi. Đó, chiều ngang nếu mình đo một ô này á, thì nó sẽ là 20 cm nha anh em. Đó, 20 mm. Đó, anh em nhìn kỹ giúp mình. Tiếp theo mã lưỡi số 4. Đây, mã lưỡi số 4 là lưỡi Yamakasu, lưỡi quang gọng dài. Đó, lưỡi chuyên về bóng đục nhé, bóng đục. Đó, cá phi, cá chê vàng, đó, cá đổng, cá thia, cá dìa. Đó, lưỡi này câu đa năng luôn. Đó, câu nhỏ nhỏ từ từ. À, lưỡi Yamakasu xe số 10. À, lưỡi số một túi thì có 12 lưỡi nhé. Rồi, giá mã số 3 này giá vẫn là 25k.
Mã số 4 giá vẫn là 25k nhé. Đây, lữ đây anh em, nước hoa, lữ rất là bén nha, gamma cao su. Đây, để tập đo cho anh em xem và đọc cái thông số kỹ luôn. Đây, đó, bề ngang của cái này nó thì nó sẽ là chiếm 1, 2, 3 ba ô tập thì tương đương với là 6 mm nha anh em. Đó, tập 8 mm thì cái này nó là 6 mm. Đó, chiều ngang của nó là 8, như cái này nó chiều ngang, chiều cao của nó là 20 mm nhé. Đó, thì anh em cứ đo giúp mình. Đây, lữ khá đẹp nha, tương đối bén. Rồi, giá mã số 4 giá là 25k nha anh em. Đó, tiếp theo mã số 6. Rồi, tiếp theo qua đây mã số 567 đây anh em. Đó, 567 thì đây là lữ Gamakasu Pom Chino nhé, Pom chữ U. Đây, 567 tương đương với là xây số 2, số 3 và số 4. Đó, thì số 2 sẽ có 13 lữ, số 3 sẽ có 9 lữ và số 4 sẽ có 12 lữ. Thì xây số 2 mã số 5 mình có 3 lữ túi, xây số 3 mã số 6 mình có 3 túi luôn. Đó, và có xây số 7 mã số xây số 4 mã số 7 mình có 2 túi thôi nha anh em. Đó, cái này anh em cần ưng ý thì anh em tranh thủ chốt nha, cái này mình không có nhiều, chỉ có vài túi thôi. Rồi, để mình đo cho qua tập cho anh em xem nhé. Pom Chino này thì chuẩn về cho anh em dạng câu cá chép, cá hanh, cá cháp nhé, câu đài rất là ngon. Đó, là này câu rất là xịn luôn. Đây anh em, pom lửng đây, đó, mã số 5 nè, số 6 nè, số 7 nè, đó, tương đương với là số xây số 2, số 3, số 4 nha. Đó, đây, lữ Pom Chino, pom chữ U, này câu cá chép, cá hanh rất là ngon nha. Đó, lữ rất là bén, gamma cao su, khá là xịn sò. Đây, đó, lữ khá là đẹp nhé. Rồi, để mình qua mã khác nhé. Giá của mã số 567 giá sẽ là 30k một túi nha anh em. Đó, rồi, tiếp theo qua đây và mã số 8. Mã số 8 thì mình có là xây số 8 và xây số 9 nha. Có một xây số, một bịch một xây số 8 nè, còn lại là 4 bịch là xây số 9 nha nè. Đó, form này là dạng anh em nhớ nói là form 56 gì nè. Đó, đây, một túi này sẽ có 15 lữ nha mọi người, một túi có 15 lữ, giá là gì? 25k nha anh em, 25k một túi. Để anh đo cái xây lữ số 9 cho anh em xem. Đó, lữ này rất là bén, siêu bén luôn, lữ gamma form 56 như nè. Đó, đây, đó, thấy để ngót luôn nha anh em. Đây, đó, đây, cực kỳ bén nha. Đó, cái này câu hanh cháp, câu phi, câu chép rất là im, xịn sò. Anh em miền Tây có thể câu ngâm cũng được, lấy mình câu ngâm, câu cá trắng ngon lành nhé. Rồi, giá một túi mà số 8 giá là 25k nha nè, 25k mà số 8. Tiếp theo lên đây, đây là máy túi lửng, mã số 9. Mã số 9 thì có vài túi, xe số 7 nè, mã số 10 thì cũng có vài túi xe số 9. Đây, đó, để mình đo cái mã số 9 trước cho anh em xem. Đây, mã số 9, mã số 9 là xe số 7, một túi này sẽ có 16 lửa nha, một túi này có 16 lửa, lửa này về câu vô đồng ngon lắm. Đó, nhìn em, lưỡi này mình hay để câu vô đồng như thế này, họ lưỡi góc là bén nhá. Đây, ở đây, câu vô đồng rất là đã. Đây, để ô tập như thế này, đó, nó tương đương là 8 cm nhanh em, 8 mm. Rồi, một túi này giá công khai vẫn vậy nhé, giá 25k, mã số 9, câu vô đồng, câu cá chê vàng, ngon lành. Tiếp theo mã số 10, mã số 10 đây,
size số 9, một túi này sẽ có 12 lửng nhá. Cái này cũng ẩn câu gô đồng, câu cá chê quang đó, thật lát. Lửng cái này là lửng xanh nha anh em, lửng xanh và lửng rất là bén, lửng có ngạnh hết nhá. Clip này mình lên là toàn bộ lửng có ngạnh. Đây, để tập đo cho anh em xem. Đây. Đó, cái phơm nó dảnh dảnh thế này. Rất là đã nha. Phơm nó cứ dảnh dảnh lên. Đó. Đây, đóng cái là dính, đóng cái là dính hình nè. Rất là bén. Ngon lành nha. Rồi, giá vẫn vậy nha, giá 25k một túi, mã số 10. Tiếp theo mã số 11. Mã 11 gửi cho anh em lửng Gamakatsu. Lửng là lửng số 8 nha, lửng số 8, một túi này có 12 lửng. Đó. Gamakatsu túi đỏ nè. Đó, lửng khá là xịn nha, lửng quang. Giá một túi này vẫn vậy luôn nha anh em, giá vẫn là 25k. Đó. Đây, cho anh em câu gô đồng, câu cá chép. Đó. Chia quang. Lưỡng này thì bén và khá là mảnh nhá, mảnh và nhẹ. Đó. Câu phi cũng được, câu đài cũng rất ok. Đây, lên đâu tập đo cho anh em xem. Lưỡng này câu phi, câu chép là ngon lành. Lưỡng này siêu bén luôn. Đó, anh em câu lưỡng Gama anh em biết. Đây. Ngon lành cái lưỡng nha. Xe số 8 nha anh em. À, số 8 lưỡng quang. Gần một ô, gần một ô. Cái này nếu đo chiều ngang của nó ra tầm khoảng 7.5 mm. Đó. Rồi, giá công khai mã số 11 giá cũng là 25k. Mã 11 cũng ít nha anh em, không có nhiều đâu. Đó. Tiếp theo mã 12. Mã 12 gửi cho anh em lửng size số 7.5 nè, size số 7.5. Lửng là lửng xanh. Lửng này thì vẫn câu cá gô vàng, cá gô đồng, cá chép, cá phi, câu linh tinh. Đây, một túi này có là 13 lửng nhá. Một túi 13 lửng, lửng vẫn là lửng Gamakatsu. Đây nè. Phơm này dạng phơm gần giống như chino rồi. Đó, nó ngắn ngắn nhỏ nhỏ thế này. Thế nét rồi. Đó. Để tập đo cho anh em xem. Nói chung thì tùy theo cái địa phương mà anh em câu cá nha. Đó. Địa phương của mình thì mình hay đi câu cái này thì câu gô đồng, cá chê quàng, khát lát. Đó. Thì chỗ nào anh em câu biển thì anh em cứ đo xây lử mà anh em đang câu á, đo tập giống mình thế này. Đó. Lựa cái xây lử mà anh em ưng ý nhất nhé. Đây. Đó. Xây lử này câu gô đồng ngon nè. Đó. Xe lửng rất là đẹp nhé. Rồi, giá công khai mã số 12, giá là 25k nha nè. 25k mã số 12. Tiếp theo mã số 10. Mã số 12 xe 7.5 25k. Tiếp theo mã số 13. Đây, mã số 13 lửng Gamakatsu. Một túi này có 16 lửng nha anh em, một túi có 16 lửng. Lửng còn là lửng của Nhật, hàng nội địa. Phơm này phơm kính dài nhé, kính dài. Đó. Mấy cái phần dài này rất là bén. Đây. Đó. Lửng lên nè. Lửng có ngạnh hết nha, rất là bén. Này săn chép ngon, săn chép. Đây, đâu tập cho anh em xem. Đây, ngon lành nhá, bằng mẫu tập luôn. Bề ngang nó là 8 mm nhá, chiều cao là 16, và ok. Rồi, giá công khai mã số 13 xe số 10, giá là 25k nhá. Tiếp theo mã số 14 và 15. 14 và 15 lên cho mọi người là lữ Gamakatsu nhá. Đây, 14 15 lữ Gamakatsu. 14 là tương đương với size số 13. 15 là size số 16 nhé. Đây. Lửng size số 13 thì nó sẽ có 15 lửng, lửng size số 16 thì nó sẽ có 12 lửng nhé. Đó.
Rồi để mình đo tập cho mọi người xem nhé. Giá công khai vẫn vậy luôn nha anh em. Giá mã số 14-15, giá là 25k. Đây anh em, đó. Đây là size số 14 và size số 10, mã số 14 và mã số 15 nhé. Đây, mã số 14 gọng dài nè, đó, form nó cong thế này. Mã số 15 thì vẫn là gọng dài nhưng mà form nó dạng như chiếc U thế này, đó. Tương đương với là size số 13 và 16 nhé, lưỡi Gamakatsu. Máy này thì rất là bén rồi. Đó. Lưỡi trắng nha anh em, lưỡi thép trắng. Máy này thì anh em câu biển thả ra nhé, lưỡi Gamakatsu. Lưỡi khá là đẹp đó. Để tập quay quay lại nó hơi bị chạy tí. Đây, lưỡi khá là đẹp nhé. Rồi giá một túi này, giá cũng là 25k nhé, mã số 14-15. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 gửi cho mọi người là lưỡi của hàng Bauer gì nè mọi người, Bauer Tiết gì nè. Đó, lưỡi này vẫn lưỡi của Nhật nhé, hàng SEA Games mét gì nè. Đó, đây Mr. Ben, lưỡi này là nó đẩy là lưỡi carbon nha anh em. Đó, fishing hat matni Mr. Ben nè, lưỡi carbon. Thì lưỡi này là size số 5 nhé, size số 5. Một túi này sẽ có 15 lưỡi, nó bán tại Nhật là 25.250 yên, thì nó ra tầm khoảng gần 50.000 Việt Nam nha anh em. Đó, Việt Nam bán 30.000 nhé. Đó, túi này 30.000, mã số 16, lưỡi carbon. Lưỡi này thì nó giống như, nếu đo về xây á, thì nó dạng giống như là xây của số 12, 14 của Gamma nha anh em. Đó, tương đương với tầm khoảng 14 của Gamma. Đây, mình để một tập đo cho anh em xem. Đó, lưỡi là lưỡi đen nha, lưỡi là lưỡi carbon, lưỡi này khá là cứng nha. Đây, cho anh em về sân hàng, câu ngâm. Đây, form lưỡi nó thế này nha anh em. Đó, rất ok nha, lưỡi carbon, anh em về cầu yên tâm. Đó, chắc khừ luôn. Đó, rồi mã số 16, một túi này bán với giá là 30k nha anh em. Đó, cái này cũng còn ít thôi, chứ không còn nhiều đâu. Đó, nói chung thì lưỡi Nhật này thì mình lấy theo lô nên về nó sẽ lộn xộn, chứ không có về mà nguyên một lốc lưỡi bự, nguyên lốc lưỡi nhỏ. Đó, về sẽ có lưỡi bự, lưỡi nhỏ, nên mình lên clip lên từ từ cho anh em nhé. Anh em ứng cái size nào thì có thể chốt. Tiếp theo mã số 17, 18, 19. Đây, mã số 17 á, sẽ lên cho anh em là lưỡi Gamakatsu, lưỡi gọng dài, lưỡi trắng. Đó, một túi này sẽ có là 14 lưỡi, size số 10. Mã số 18 lên cho anh em lưỡi Gamakatsu. Đó, lưỡi này size số 11. Một bịch này nó có 14 lưỡi nha, vẫn là lưỡi trắng. Và mã số 19 lên cho anh em là mã là size số 12, lưỡi Gamakatsu, một túi này sẽ có 14 lưỡi nha. Tất cả những này đều là gọng dài nha anh em. Đó, mã size số 9, 10 và 12 tương đương với mã số 17, 18 và 19. Rồi, một túi này mình bán với giá sẽ là 25k nhé, 25k một túi, để mình đo trong ô tập cho anh em xem. Rồi, đây anh em, đó, mã số 17, 18, 19 nhé. Đây, form lưỡi nó đây, đó, dạng nó xê lệch nhau một tí nha. Đó, form này chiên về cho anh em có bóng đục, câu cá mú gạn, cá mú mang cú mú quả đó, nó mang cá đỏng. Anh em cái này thì chiên về cho anh em dạng câu mang mồi tép á, mà tép mà dung. Đó, có thể xỏ lắp với lửng luôn. Có chiên chỉ mang cá nằm nó nuốt lửng á, đó, nó nuốt sẽ nó không có nuốt được cái dài thế này đâu. Anh em vậy lấy cái lửng ra nhá. Lửng khá là đẹp, lửng Gamakatsu. Rồi, một túi này mình bán với giá sẽ là 25k nhé. Tương đương với size số 10, 11 và 12 nha anh em. Đó, 10, 11, 12, mã số 17, 18, 19. Lưỡi khá là ok, khá là đẹp nhé. Đây, rồi, để mình qua mã khác nhé. Ok, tiếp theo sẽ là mã số 20 và 21. 20, 21 vẫn là lưỡi Gamakatsu nhé. Đây, còn lưỡi Gamakatsu. Đó, 20 sẽ lưỡi Gamakatsu size 13 và 21 sẽ lưỡi Gamakatsu size số 15. Size số 13 thì sẽ có 15 lưỡi và size số 15 sẽ có 12 lưỡi nhé. Form này tất cả đều là form gọng dài. Đó, rồi nên mình đo size lưỡi cho anh em xem. Đây anh em, đó, size lưỡi số 13 là size lưỡi số 15 nhé.
tương đương với mã xe số 20 và xe mã 20-21 đó. Lữ này lữ cộng qua dài nha anh em, cái em câu biển nè, câu ngâm đó. Lữ này câu mà trùng ngon lành nha, câu mà trùng mà tép nó xỏ vô cái bít cái lữ vậy luôn, cá chụp vô là dính. Lữ có ngạnh và lữ này rất là bén đó, đảm bảo với anh em là siêu bén luôn đó. Rồi giá một túi này giáo là 25k nhé. Rồi ok, tiếp theo qua đây, qua đây là lữ Yamakasu xe số mã số 22 và mã số 23 lên cho mọi người. Vẫn là lữ Yamakasu from Chino nhé, có một loại là lữ màu trắng và một loại lữ màu đen nhé. Lữ màu đen cũng rất là xịn, màu trắng này cũng không thua đâu nha anh em đó. Lữ màu đen Yamakasu xe số 9, một túi này sẽ có 14 lữ. Lữ màu trắng Yamakasu xe số 11, một bịch này sẽ có 13 lữ, tương đương với mã xe số 22 và 23 đó. Rồi giá một túi này mình bán với giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi mã số 22 và 23. Thì anh em mua hàng bên mình đó, anh em mua một túi mình vẫn ship nha, giá ship bên mình sẽ là 30k một đơn nha anh em đó. Rồi để mình đo xe lữ ngô tập cho anh em xem. Đây anh em đó, thì đây hai phơm lữ để vô tập thì nó xem như na ná nhau luôn đó. Thì cái này nó dạng nó sát xây khác, khác màu khác ấy, nhưng mà nó dạng nó giống phơm nhau anh em. Kỹ đi cho anh em. Đây dạng giống na ná nhau nha, nó không lớn bự hơn nhiều đâu. Đó phơm vẫn là dạng phơm chino nhé, được chữ U. Loại này thì chuyên về cho anh em săn chép, câu hanh câu chấp nhé. Đó. Câu chép thì anh em câu săn hàng được rồi, câu cá chê vàng, câu cá cha cũng được. Mì tay anh em lấy loại này câu cá cha cũng ngon lành, lữ rất là bén nhá, Yamakasu. Để đo lại để chuẩn đi cái lữ này cho anh em xem. Đó, chuẩn rồi nha anh em. Rồi để mình qua mã khác nhá. Rồi tiếp theo lên đây sẽ là mã số 24. Mã số 24 thì lên cho anh em là lữ lữ số 5 nha anh em, lữ số 5, lữ hoàng nè, đó. Lữ này nhỏ. Đây. Lữ này nhỏ nha. Đó. Một túi này nó sẽ có 16 lữ nha anh em. Một túi có 16 lữ mã 24. Rồi, mình bán với giá là 30k nha anh em. À mã 24 giá 30k. Để đo ô tập đo cho anh em xem. Loại này thì mình cũng còn ít ha. Còn khoảng 5-6 bịch gì à. Đó. Anh em ưng thì có thể ưng chốt liền nha, chứ không còn nhiều. Đây lữ đây đó, đầu tập cho anh em xem. Cái này anh em cầu phi cũng được, cầu cá phi cá chê đó, ngon lành nha. Đầu tập cho anh em xem đó. Thì tùy vào chỗ anh em cá cho anh em mà anh em câu nhé. Rồi giá một túi này giá là 30k nha anh em, 30k mã số 24 xe số 5. Đó. Tiếp theo sẽ là mã số 25 26 là tương đương với là lữ xe số 7 và xe số 7.5 nha. Đây lữ này là lẫn là lữ có ngạnh nhá, gamma. Loại này câu gô đồng rất là phê đó, mình câu loại này đó. Đa phần lữ về á, mình sẽ test trước mấy loại mình hay câu gô đồng á, thì loại này với loại này đó, lọ ở dưới mình cũng thích câu đó, tùy vào mồi mà anh em câu nha, địa điểm đó. Lữ này vẫn là lữ của Nhật. Rồi để mình đo xe lữ cho anh em xem nhé, mã số 25 26. Đây anh em, mã số 25 26 tương đương với xe số 7 và xe số 7.5 đây đó. Phong lữ nó thế này khá ok nhé. Khá là ngon nha. Đây trông như thế này, lữ này vẫn là lữ có ngạnh nha anh em, mà chứ không phải là lữ, không phải là lữ có không ngạnh đâu. Rồi giá công khai một túi này giá vẫn là 25k nhé. Rồi mã số 25 26 giá 25k. Rồi tiếp theo sẽ là mã số 27 và 28. 27 28 gửi cho anh em vẫn là lữ Yamakasu nhé. Thì đây cái lữ Yamakasu xe số 5 mà, và Yamakasu xe số 6.
Thì hai loại này cái form của nó khác nhau nhé. Đây, em thấy không? Một cái form chữ U và một cái form cong cong. Đó, dạng giống như là móng heo. Đây. Rồi, để em đo tập cho anh em xem. Thì mã số 27, 28 giá công khai vẫn vậy nha anh em, giá là 25k, 25k một tuổi nhé. Nên em mã form lửa đây, đó, lửa số 5 và lửa số 6, tương đương với mã số 27, 28 nha. Đó. Ha, form lửa nó khác nhau liền. Đó. Đây. Ừ. À, cho anh em bản cho anh em soi thế này nè, cho anh em dễ hiểu. Chứ mình nói xây lử ra thì anh em khó lắm. Tại lử Gamakasu nó sẽ có nhiều loại, nhiều mẫu, nhiều xây khác nhau nữa. Đó. Rồi giá một tối này vẫn là 25k nha. Cái này thì mình vẫn còn ít thôi nha anh em. Hình như là mã số 5 này mình còn khoảng 3-4 túi thôi. Đó, mã số 20 thì vẫn vậy, cũng còn 3-4 túi thôi. Đó, mã số 5 này, số 6 này cũng vẫn còn 3-4 túi thôi. Tương đương với mã số 27, 28 nha. Rồi để qua mã khác. Rồi qua đây tiếp theo mã số 29. 29 thì gửi cho anh em mã lử Gamakasu, lử 705. Một túi này sẽ có 15 lử. Lử này vẫn là lử của Nhật. 29. Form ở đây, form nhận nhà dạng form chino nhé. Lử này thì là lử có ngạnh nha anh em, lử có ngạnh. Đó. Lử cũng khá là đẹp. Để mình đo tập cho anh em xem. Đó. Đây. Đó, lử thế này đẹp nhá, lử đẹp. Đây nó đây nó ngon lành nhá, lử này câu bả phát ngon lành cực kỳ đẹp. Đó. Đó, ok nhá. Rồi để mình qua mặt khác nhá. Rồi mã số 29, xe lử 705, giá cũng là 25k nhé. Nữ này vẫn còn ít, nhau còn nhiều. Đó. Tiếp theo mã lử số 30 và 31. 30, 31 là lên cho mọi người lử dạng lử cục cục thế này. Đó. Form nó giống nhau. Lử số 31 á, thì nó sẽ tặng cho anh em một cái lử số 6 nè. Đó. Nguyên cái túi lử luôn, nó tặng cho anh em lử số 6 nè. Đó. Họ đóng rất là đẹp nha. Một lử số 6 thôi nha em. Thì lử số 11 thì không có. Đây, lử số 11 này nó sẽ có 9 lử. Lử số 9 này sẽ có 10 lử nhé. Đây, hai lử. Rồi, để mình đo cái mã số 11 cho anh em xem nhé. Vì cái mã số 9 này đóng túi đẹp quá, không có tháo ra luôn nha anh em. Để tại đó. Rồi, giá công khai một túi này mình bán với giá cũng là 25k nha anh em. 25k một túi. Thì mã số 9 thì nó nhỏ một tí thôi nha anh em. Đó. Thì anh em cần thì báo mình này đo cho. Đó. Ở đây mình đo cái xe lử số 11 này trước. Đây, lử nó đây, lử rất là bén nhá. Cái ngạnh thì họ sẽ giúp bén lên thế này, có ngạnh ngược, có ngạnh nhá. Lử nó cong thế này. Đây, form lử trong ô tạp thế này cho anh em. Đó. Form hình bầu bầu thế này. Đó. Giá bán cũng vậy nha, giá bán một túi này giá cũng là 25k nha anh em. Đó. Rồi đó, tổng cộng 31 ba lử lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để là shop hỏi shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.